Thưa quý vị, ngày 30 tháng 9 tại Điện Kremlin ở thủ đô Moscow của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin và những người đứng đầu các vùng lãnh thổ tại Ukraine gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia đã ký thỏa thuận về việc các khu vực này sáp nhập vào Liên bang Nga. Lễ ký thỏa thuận được tổ chức sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 29 tháng 9 ký xác lệnh về công nhận độc lập của các vùng Kherson và Zaporizhia Hồi tháng 2 năm 2022, Tổng thống Putin cũng đã ký xác lệnh công nhận chủ quyền của Donetsk và Luhansk. Phát biểu tại lễ ký thỏa thuận, Tổng thống Putin cảm ơn người dân các khu vực đã quyết định sắp nhập Nga và khẳng định Nga sẽ tái thiết và phát triển các khu vực mới. Tổng thống Putin nhấn mạnh tin tưởng Quốc hội Liên bang Nga ủng hộ tiếp nhận và hình thành bốn khu vực mới của Nga. Vì đây là ý nguyện của hàng triệu người, Tổng thống Putin cũng kêu gọi Ukraine trở lại bàn đàm phán với Nga. Trước đó, từ ngày 23 đến 27 tháng 9 vừa qua, Bốn khu vực tại Ukraine đã tiến hành trưng cầu ý dân về việc sáp nhập Liên bang Nga. Theo kết quả được công bố, tỷ lệ cử tri ủng hộ các vùng lãnh thổ sáp nhập Liên bang Nga lần lượt là 93,11% ở Zaporozhye, 87,05% ở Kherson, 98,42% ở Luhansk và 99,23% ở Donetsk. Trước đó phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ không công nhận kết quả trưng cầu ý dân ở bốn vùng trên và không đàm phán với Nga sau khi các vùng lãnh thổ tại Ukraine sáp nhập Liên bang Nga. Sau khi bốn khu vực mới ký thỏa thuận sáp nhập Nga, các văn kiện này sẽ được Tòa án Hiến pháp, Duma Quốc gia tức Hạ viện và Hội đồng Liên bang tức Thượng viện Nga xem xét. Theo kế hoạch thì Hạ viện và Thượng viện Nga sẽ xem xét các văn kiện này ngay đầu tuần tới. Thanh thể phóng viên truyền hình nhân dân, Liên bang Nga. Ngày 30 tháng 9, đồng rúp của Nga đã tăng lên mức cao nhất trong gần 8 năm qua so với đồng euro, trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại rằng các biện pháp trừng phạt tiếp theo đối với Moscow có thể hạn chế giao dịch ngoại tệ. Trong phiên giao dịch ngày 30 tháng 9, giá trị đồng rúp đã tăng 6,5%, giao dịch ở mức 51,87 rúp đổi 1 euro, so với trước đó là 51,31 rúp đổi 1 euro. Đây là tỷ giá cao nhất kể từ tháng 10 năm 2014. Đồng rúp tăng 4,8% so với đô la Mỹ và giao dịch ở mức 54,44 rúp đổi 1 đô la, Tỷ giá cao nhất đã được trong tháng 7 vừa qua là 54,16 rúp đổi một đô la. Các chính sách kiểm soát vốn, giảm mạnh nhập khẩu kể từ khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt và các công ty rời bỏ thị trường Nga đã hỗ trợ cho đồng rúp. Các nguy cơ địa chính trị vẫn tiếp tục leo thang với việc Mỹ và Liên minh châu Âu dự kiến áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga. Các nhà phân tích cho rằng các đe dọa trừng phạt này khiến một số nhà đầu tư giảm sở hữu đồng đô la Mỹ và có thể làm tê liệt giao dịch tại Nga. Trong phán quyết đưa ra vào chiều 30 tháng 9, thì Tòa án Hiến pháp Thái Lan nêu rõ nhiệm kỳ của Thủ tướng Prayut chan o -cha được tính từ ngày 6 tháng 4 năm 2017 khi Hiến pháp hiện hành bắt đầu có hiệu lực. Phán quyết được đưa ra sau khi chín thẩm phán tại tòa án hiến pháp Thái Lan bỏ phiếu thông qua với tỷ lệ ủng hộ 6 trên 9, như vậy là thời gian giữ chức vụ thủ tướng của ông Prayut tính đến ngày 24 tháng 8 năm 2022 chưa quá thời hạn được quy định tại hiến pháp năm 2017, do đó tư cách thủ tướng của ông Prayut không bị chấm dứt và ông sẽ không bị miễn nhiệm. Hiến pháp hiện nay của Thái Lan bắt đầu có hiệu lực, trong đó Điều 158 của Hiến pháp quy định Thủ tướng không được giữ chức vụ tổng cộng quá 8 năm dù liên tục hay ngắt quãng. Thưa quý vị, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng đang khiến các nước châu Âu trao đảo, mới đây Na Uy đã chính thức khánh thành một đường ống dẫn khí với tên gọi Baltic Pipe, trung chuyển khí đốt tới Ba Lan qua Đan Mạch. Dưới chuyên gia đánh giá, hành lang này sẽ đem lại lợi ích cho cả các quốc gia ngoài Ba Lan, đồng thời cải thiện đáng kể vấn đề an ninh năng lượng của Liên minh châu Âu EU trước những diễn biến khó lường, nhất là ở thời điểm đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 liên tiếp gặp các sự cố dò dỉ. Baltic Pipe là giấc mơ của người Ba Lan trong nhiều thập kỷ và bày tỏ sự tự hào về cam kết hợp tác chặt chẽ giữa Warsaw và Copenhagen. Đây là một bước đi quan trọng về địa chính trị trong lộ trình của Ba Lan nói riêng và châu Âu nói chung nhằm thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng Nga. Những phát biểu đầy hy vọng của các nhà lãnh đạo Ba Lan, Đan Mạch và Na Uy tại lễ khánh thành đường ống dẫn khí Baltic Pipe hôm 27 tháng 9 ở khu vực Golenio, tây bắc Ba Lan. Việc Ba Lan, Đan Mạch và Na Uy khánh thành đường ống với công suất vận chuyển tối đa lên tới 10 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm này là một sự kiện đặc biệt quan trọng cả về kinh tế lẫn địa chính trị đối với lục địa già trước mắt khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày mùng 1 tháng 10, dù chỉ với 75% công suất, đường ống dẫn khí đốt Baltic Pipe này sẽ giải tỏa được rất nhiều sức ép và lo ngại về việc thiếu hụt khí đốt từ các nước liên minh châu Âu. Thực tế trong số các nước EU, Ba Lan là nước đang có lượng dự trữ khí đốt ở mức cao nhất, khoảng 96% và nước này có đủ các điều kiện cần thiết để không phải quá lo ngại trong mùa đông tới. Tuy nhiên, nhiều quốc gia láng giềng của Ba Lan lại không có lượng dự trữ dồi dào như thế. Do đó, việc có thêm nguồn cung lớn và ổn định từ đường ống Baltic Pipe, trước mắt là khoảng 2,4 tỷ mét khối khí đốt trong 10 năm tới cho Ba Lan, là một sự bảo đảm lớn không chỉ cho Ba Lan mà còn cho cả các nước láng giềng của Ba Lan, nhất là các nước Trung và Đông Âu. Việc hoàn thành đường ống Baltic Pipe có nghĩa là Ba Lan sẽ nhận được gấp đôi lượng khí đốt dự kiến ban đầu trong quý 4 năm 2022. Tuy nhiên, ý nghĩa chiến lược quan trọng nhất của việc khánh thành đường ống Baltic Pipe, như tuyên bố của Thủ tướng Ba Lan, ông Mateusz Morawiecki, đó là sự kiện này đánh dấu một giai đoạn mới về tự chủ năng lượng của châu Âu, chấm dứt sự phụ thuộc vào các nguồn cung từ Nga. Baltic Pai là trọng tâm trong chiến lược của nước này nhằm đa dạng hóa nguồn cung khí đốt. Ngoài ra đường ống này cũng rất quan trọng đối với các nước vùng Baltic. Dự án vốn đã bắt đầu từ nhiều năm trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2, dẫn tới việc khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Ở một diễn biến có liên quan, Bloomberg ngày 28 tháng 9 đưa tin giá khí đốt châu Âu tăng vọt tới 22%, cao nhất trong 3 tuần, sau khi tập đoàn khí đốt Nga Gazprom cảnh báo trừng phạt đối tác Naftoga của Ukraine. Điều đó có nghĩa là lượng khí đốt ít ỏi cuối cùng vẫn đang chảy từ Nga qua Ukraine đến Tây Bắc châu Âu, đang gặp nguy hiểm trong bối cảnh hệ thống đường ống Nord Stream tê liệt và liên tiếp gặp sự cố dò dỉ. Ba Lan sẽ phải đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của EU nhằm loại bỏ nhập khẩu khí đốt Nga và Baltic Pipe là một minh chứng trước những diễn biến khó lường như hiện nay về tổng thể đây mới chỉ là các giải pháp tình thế chứ chưa có một phương án nào mang tính chiến lược lâu dài ba lan hay các nước châu âu khác trong tương lai cũng sẽ tìm được các nguồn cung khác thay thế hoàn toàn cho năng lượng nga nhưng cái giá phải trả sẽ không đơn giản cả về thời gian tiền bạc lẫn những hệ lụy khác về chính trị mà rủi ro nhất là sự phụ thuộc toàn diện vào một đối tác khác Lạm phát tại khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong tháng 9 này đã ghi nhận mức cao kỷ lục mới, làm tăng sức ép đối với ngân hàng trung ương châu Âu ECB trong việc nâng lãi suất. Giá tiêu dùng tại Eurozone trong tháng 9 tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi ghi nhận mức tăng 9,1% trong tháng 8, mức tăng cao nhất kể từ khi thực hiện thống kê về lạm phát. Tỷ lệ lạm phát trong tháng 9 tăng mạnh chủ yếu do giá năng lượng tăng tới 40,8%. Mức lạm phát tăng cao được cho là sẽ gia tăng sức ép, buộc Ngân hàng Trung ương châu Âu tiếp tục lộ trình tăng lãi suất hiện tại trong nỗ lực hạ nhiệt giá cả bất chấp nguy cơ suy thoái kinh tế ở châu lục này. Ngày 8 tháng 9 vừa qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,75%, mức tăng cao nhất kể từ khi đồng tiền Trung Châu Âu được đưa vào sử dụng 20 năm trước đây và đây là lần thứ hai ECB tăng lãi suất chỉ trong vòng vài tuần. Ngày 30 tháng 9, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đã tăng lãi suất lần thứ tư trong vòng 5 tháng qua với nhận định triển vọng kinh tế toàn cầu ảm đạm. Cụ thể, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đã tăng lãi suất cho vay chủ chốt thêm 50 điểm cơ bản lên 5,9%, như vậy lãi suất cho vay chủ chốt đã tăng gần 2 điểm phần trăm kể từ khi Ấn Độ thực hiện kế hoạch thắt chặt tiền tệ hồi tháng 5. Cơ quan này cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế tài khóa 2022-2023 xuống còn 7% từ mức dự đoán 7,2% đưa ra trước đó. Trung Quốc ngày 30 tháng 9 đã xuất thêm thịt lợn từ kho dự trữ sau khi giá loại thực phẩm chủ chốt của nước này tăng vọt khoảng 30%, gây quan ngại về lạm phát. Tờ Nhân dân Nhật Báo của Trung Quốc đưa tin thịt lợn được xuất từ kho dự trữ của chính phủ ra thị trường vào ngày 30 tháng 9 để duy trì nguồn cung và ổn định giá cả, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã xuất kho dự trữ thịt lợn quốc gia 3 lần trong tháng 9 và yêu cầu tăng lượng giết mổ lợn để kiểm soát giá. Tuy nhiên, giá mặt hàng này tiếp tục tăng và dự kiến nhu cầu có thể tăng mạnh trong dịp quốc khánh vào đầu tháng 10, khiến các cơ quan chức năng phải có biện pháp ứng phó. Trong giai đoạn từ ngày 19 tới ngày 23 tháng 9, giá bán lẻ thịt lợn nạc trung bình tuần tại 36 thành phố lớn và trung bình của Trung Quốc tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, lên trung bình 31,17 nhân dân tệ tức 4,4 đô la Mỹ một kg. Indonesia đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên tự sản xuất trong nước. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Quốc gia của nước này nhận định đây là một bước tiến tới sự tụ chủ trong tiếp cận với dược phẩm. Vaccine do Indonesia tự phát triển phòng COVID-19 mang tên Indovac do công ty dược phẩm nhà nước BioPharma phối hợp với trường Y e. Baylor có trụ sở tại bang Texas của Mỹ nghiên cứu phát triển. Theo quyết định mới, vaccine này sẽ được cho phép sử dụng để tiêm liều cơ bản cho những người chưa tiêm phòng hoặc là mũi tiêm tăng cường cho người trưởng thành. Vaccine Inovac cũng được cấp chứng nhận Hà Halal, tức là có thể được sử dụng cho những người theo đạo hồi tại quốc gia có đa số người dân là người hồi giáo. Nó có hiệu quả 92% và không ghi nhận ca tử vong nào trong thử nghiệm lâm sàng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin GMT Cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.